nạn ngôi sao, Thu Trang khủng bố khán giả bằng giọng hát bất chấp ban nhạc. Tại tập 2 Mặt nạ ngôi sao, nam MC Đại Nghĩa đã có dịp được thưởng thức giọng hát bất chấp cả ban nhạc của người bạn đồng nghiệp Thu Trang. Ở tập 1 Mặt nạ ngôi sao, khán giả đã được chứng kiến phần đối đầu vô cùng kịch tính của ba cặp nghệ sĩ mặt nạ. Kết quả ở tập này, ẩn sĩ Rừng Xanh, ca sĩ Hoàng Tôn, vua phá lưới diễn viên Thanh Duy và nhóc bóng rổ ca sĩ nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ là ba người chơi bị lật mặt và phải ra về. Còn lại Heo Xinh Xinh, chàng Elsa và mèo nhỏ Thích Táo Đỏ là ba thí sinh vẫn còn bảo toàn danh tính cho đến tập thi này. Trong tập 2, cuộc chiến gay go hơn bao giờ hết khi ba nghệ sĩ ẩn danh này bước vào cuộc tranh tài để tìm kiếm ngôi vị vua mặt nạ đầu tiên. Đảm nhận vai trò ban bình luận, ngoài ba nghệ sĩ quen thuộc là Trường Giang, Thu Trang, Tóc Tiên thì còn sự xuất hiện của danh hài Đại Nghĩa. Anh giữ vị trí là một thành viên khách mời của ban bình luận. Vì chưa theo dõi diễn biến ở tập trước nên Đại Nghĩa phải nhờ Tóc Tiên tóm tắt ngắn gọn để kịp luồng chương trình. Phần giao lưu sôi nổi hơn khi giữa Trường Giang yêu cầu Thu Trang vào vai ca sĩ trên sân khấu mặt nạ ngôi sao. Đáp ứng lại yêu cầu của 10 khó, Thu Trang đã khoe giọng hát thiên phú của mình với ca khúc trữ tình mang tên Duyên Phận qua phần phụ họa của các nghệ sĩ. Thu Trang trách móc ban nhạc đã đánh sai tông của chị, chứ không phải chị hát không hay. Tiếp đến, chị khoe giọng hát ở tông cao hơn và khiến khán giả cười té ghế vì bị bể dĩa. Đại Nghĩa hóm hỉnh xin lỗi mọi người vì giọng hát thảm họa của người em gái. Sau phần tương tác đầy vui nhộn, ban bình luận đã tháo mồ hôi hột khi với những phần thể hiện của ba thí sinh mặt nạ bí ẩn. Dù được dịp quan sát kỹ ở tập thi tuần trước, nhưng các nghệ sĩ vẫn hoang mang khi đưa ra các phản đoán. Trong tập này, nếu cô nàng có thân hình nhỏ nhắn đáng yêu Heo Xinh Xinh, khoe giọng hát với cách ngân nga đặc biệt nhưng không kém phần ngọt ngào qua ca khúc Chờ Người, mèo nhỏ Thích Táo Đỏ với giọng hát đầy nũng nịu nhưng vô cùng điêu luyện qua nhạc phẩm Lời Con Hứa, thì chàng Elsa thể hiện một tiết mục sôi động, có tiết tấu với bài hát Kim, sáng tác của nhạc sĩ Y Vũ. Cuối cùng, cô nàng mèo nhỏ Thích Táo Đỏ cũng là thí sinh nhận được nhiều sự bình luận hài hước của các nghệ sĩ. Vẫn theo quan điểm từ tập trước, Thu Trang cho rằng mèo nhỏ chính là Trác Thúy Miêu. Ngay lập tức Đại Nghĩa mới phản bác rằng Trác Thúy Miêu cao gấp rưỡi cô nàng mèo nhỏ này và mái tóc dài của thí sinh không giống với Trác Thúy Miêu. Đại Nghĩa khẳng định đây là thí sinh chắc chắn lớn hơn tuổi Thu Trang và Tóc Tiên nhưng cố tình tạo hình ảnh tiên, và anh dự đoán cô ấy là diễn viên phi phụng. Những suy luận đoán già đoán non của ban bình luận rất gay go nhưng vẫn không đưa ra được chính xác danh tính của các nghệ sĩ mặt nạ. Thậm chí, họ còn tranh luận rất sôi nổi về tuổi của các thí sinh, vậy ai sẽ bị lật mặt và ai sẽ trở thành vua mặt nạ đầu tiên. Hé lộ câu chuyện thảm khốc trong ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh. MV Tự Dân được xây dựng trên câu chuyện về vụ tai nạn để lại nhiều thương tiếc vào năm 2013 tại Hải Phòng. Giọng ca gây sốt tại Sing My Song Phan Mạnh Quỳnh vừa chính thức ra mắt MV Tự Dân. Sức nóng của nam ca sĩ tại Sing My Song thời gian gần đây đã giúp MV này tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng những người yêu nhạc Việt. Với giọng hát cảm xúc, giai điệu nhẹ nhàng, nam ca sĩ vợ người ta kể về câu chuyện tình buồn không trọn vẹn, gây xúc động mạnh. Trong MV Tự Dân, Phan Mạnh Quỳnh vào vai một chàng trai ngày đêm thương nhớ người yêu đã ra đi vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tình yêu quá lớn và những kỷ niệm khi còn nhau cứ thế dày vò và đâm vào tim chàng trai những vết thương đau đớn. Ngay lập tức, nội dung MV đã làm nhiều người liên tưởng đến câu chuyện từng được đăng tải trên trang báo mạng, kể về một cô gái trẻ mất vì tai nạn giao thông trên đường đi mua hoa về bán dịp 8 tháng 3. Câu chuyện tình buồn này được đăng tải trên mạng vào ngày 1 tháng 3, 2016, từng khiến cư dân mạng cảm động và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ đăng tải lại. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2013 tại Hải Phòng. 3 năm sau, chàng trai trong sự kiện có thật này vẫn chưa nguôi ngoai thương nhớ người bạn gái đã qua đời. Có thể nhận ra, nội dung trong MV của nam ca sĩ vợ người ta và câu chuyện trên báo mạng đều kể về mối tình đoạn mệnh khi cô gái sớm từ giã cõi đời, để lại bao thương nhớ và những dự định còn dang dở với chàng trai. Lời bài hát có câu, có những cánh hoa chưa úa tàn đã ngã tư chiều tối, phủ quanh người em nằm, gió lác đác bay qua ngó ngàng báo tin rằng chẳng vui, anh chìm sâu thẳm. Và nó hoàn toàn ăn khớp với lời kể trong câu chuyện trên mạng. Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8 tháng 3 cho em, sáng sớm 7 giờ đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Con đường đấy, nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Trong MV Tự Dưng cũng xuất hiện chi tiết chàng trai quỳ dưới những cánh hoa hồng rải trên mặt đường,
nơi hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Đây là chi tiết hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh ở hiện trường vụ tai nạn được chụp vào năm 2013. Liên hệ với Phan Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ thừa nhận nội dung MV Tự Dưng đúng là xuất phát từ câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng năm 2013. Tôi từng đọc về vụ tai nạn thảm khốc đó, cô gái ra đi khi còn quá trẻ, để lại chàng trai người yêu với bao đau buồn thương nhớ. Khi làm MV Tự Dưng, tôi chợt nảy ra ý định đưa câu chuyện này để tạo nét ấn tượng cho người xem. Trước luồng thông tin về việc lợi dụng câu chuyện thảm khốc để câu khách cho MV, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh và ekip sản xuất đã xin phép chàng trai nhân vật chính trong câu chuyện đau buồn này. Tôi cũng hiểu đây là chuyện buồn nên đã xin phép gia đình và người yêu của cô gái xấu số. Khi làm MV, ekip cũng thực hiện khá nhẹ nhàng, nội dung không xoáy sâu vào câu chuyện đã qua, mà chỉ có một vài chi tiết hơi giống, ai tinh ý mới nhận ra. Tôi và ekip không bao giờ muốn gia đình và người yêu của cô gái xấu số bị khơi lại nỗi đau đã qua. Phan Mạnh Quỳnh cho biết thêm, hầu hết các MV của anh đều được xây dựng trên những câu chuyện có thật. Lúc là câu chuyện thật của tôi, lúc thì là của những người bạn, anh em của tôi, và bây giờ là câu chuyện có thật từng được chú ý trên mạng. Tôi muốn những sản phẩm của mình đều phải có thật như vậy để tạo nên nét độc đáo ấn tượng riêng, Phan Mạnh Quỳnh nói. Helen Thanh Đào, diễn viên Việt nói dối gây sốc làng giải trí Đài Loan là ai? Helen Thanh Đào, diễn viên vừa thừa nhận nói dối chuyện đời tư, sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74. Mới đây, tờ Epoch Times đã đăng tải thông tin diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện họp báo ở Đài Loan để thừa nhận việc cô nói dối chuyện đời tư trong suốt nhiều năm qua. Ở phần đầu chia sẻ trong nước mắt, Helen Thanh Đào xác nhận cô từng kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông gốc Đài Loan tên Đại Phát Khôi và đã sinh con chứ không độc thân như lời khẳng định trong thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cũng có mặt trong buổi họp báo, chồng Helen Thanh Đào tiết lộ nữ diễn viên là người Việt Nam 100%. Còn việc mang hai dòng máu Việt Đài Loan có bằng cấp hoành tráng đều là thổi phồng để thuận lợi cho công việc. Không dừng lại ở đó, chuyện Helen Thanh Đào khẳng định thông tin mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông trong bài phỏng vấn hồi tháng 6, 2014 là hoàn toàn sai lệch. Hiện tại, mẹ của Helen Thanh Đào vẫn đang sống và nữ diễn viên cho biết những ngày qua mẹ ruột cô liên tục đe dọa công bố sự thật về con gái nếu không chu cấp một khoản tiền lớn. Để sự việc không đi quá xa, Helen Thanh Đào và ông xã đành chấp nhận công khai những bí mật động trời ít ai có thể ngờ tới. Trước khi chuyện cá nhân gây xôn xao cả làng giải trí Việt Nam lẫn Đài Loan, Helen Thanh Đào được đánh giá là một nghệ sĩ năng động, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Ngoài gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74 cùng khả năng giao tiếp khôn khéo, Helen Thanh Đào còn từng được nhiều đạo diễn trong nước ưu ái mời đảm nhận vai diễn quan trọng trong các bộ phim như Luật Giang Hồ, Sóng Gió Thương Trường, Định Mệnh. Đầu năm 2010, Helen Thanh Đào sang Đài Loan với lý do thăm mẹ, nhưng sau đó không lâu, cô lại chia sẻ với truyền thông rằng mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông và Helen Thanh Đào quyết định chia tay showbiz Việt để tìm kiếm cơ hội tại quê hương thứ hai. Thời gian đầu lập nghiệp ở môi trường mới, Helen Thanh Đào có ký hợp đồng làm người mẫu, diễn viên độc quyền cho một công ty giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của cô chỉ được chú ý khi hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp bikini của người đẹp này được bàn tán nhiều trên các diễn đàn. Sau vài năm tạo dựng được mối quan hệ nhất định và thử sức qua một loạt vai phụ, Helen Thanh Đào mới bắt đầu được giới chuyên môn Đài Loan quan tâm và được mời đóng vai chính trong các bộ phim như Hương Tình Đu Đủ, Mùa Chim Di Trú, Hương Sen Đá. Đến năm 2012, Helen Thanh Đào có cơ hội được góp mặt trong các liên hoan phim nổi tiếng như Kim Chung, Kim Mã. Để nổi trội hơn các người đẹp sẽ góp mặt trong sự kiện này, nữ diễn viên chơi trội khi mặc những bộ đầm hàng trăm triệu, có chất liệu xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Ngoài gây chú ý khi chuộng mốt ăn vận nóng bỏng trước đám đông, Helen Thanh Đào còn được mệnh danh là Lâm Chí Linh Việt Nam hay bản sao Lâm Chí Linh. Do một lần phỏng vấn trên truyền hình, cô thừa nhận rất ngưỡng mộ người mẫu diễn viên Điệp Vũ Tuyệt Mật. Những năm gần đây, Helen Thanh Đào duy trì công việc diễn xuất và thử sức thêm ở lĩnh vực MC, ca sĩ. Hiện tại, scandal nói dối của Helen Thanh Đào đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.